nước, thu phục nhân tâm, lo việc triều chính, giúp vua thắng giặc Chiêm Thành. Khi giữ ngôi thái hậu, bà buông rèm hiến chính. Khi đó Hoàng Nhi mới 7 tuổi. Bà hoạch định kế sách cùng văn võ bá quan và các danh tướng thống lĩnh ba quân đánh thắng giặc Tống lần hai. Ngàn xưa nét đẹp quê mình, mong tầm vương lùa ân tình chứa chan. Danh thơ nguyên vi ỷ lan, tâm tài chi đức thắm trang sử vàng. Non sông đẹp thế thắm thi hoa, vương áo vàng đất mẹ rồng tiên. Trong